cước vận tải biển với các tuyến đường chính đã giảm mạnh, ngay cả trong mùa cao điểm của ngành. Điều này là do các chủ hàng đã vận chuyển hàng hóa từ trước đó và nhu cầu cũng giảm vì lạm phát cao. Hiện cước vận chuyển một container 40 feet từ Trung Quốc đến bờ Tây nước Mỹ khoảng 5.400 đô la Mỹ, giảm khoảng 60% so với tháng 1. Trong khi đó, vận chuyển một container từ châu Á đến châu Âu sẽ tốn 9.000 đô la Mỹ, giảm 42% so với hồi đầu năm. Cước phí cho cả hai tuyến vận tải biển này đã giảm sâu so với mức đỉnh hơn 20.000 đô la Mỹ vào tháng 9 năm 2021, nhưng vẫn còn cao hơn trước dịch. So với trước đó, các điều kiện thị trường đã đảo ngược, cước vận tải biển tăng gần 10 lần trong năm 2021 khi tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, container ứ đọng ở các cảng và nhu cầu hàng hóa tăng vọt khiến các nhà nhập khẩu phải tranh giành chỗ đặt container trên tàu. Một số hãng bán lẻ lớn tại Mỹ như Walmart thậm chí thuê bao trọn gọn tàu hàng để giải quyết các tắc nghẽn năm ngoái. Năm nay, các nhà bán lẻ đã tích trữ một lượng lớn hàng tồn kho đề phòng tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng, trong khi lượng tiêu thụ lại giảm do các nền kinh tế như Mỹ và châu Âu đều suy yếu, dẫn đến nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng mạnh. Các chủ tàu và các nhà phân tích cho rằng, cước vận tải biển sẽ giảm thêm cho tới năm 2023. Một loạt tàu container mới đóng sẽ đi vào hoạt động trong 2 năm tới, với mức tăng trưởng đội tàu container trên toàn cầu dự kiến vượt 9% trong năm tới và năm 2024. Theo công ty tư vấn Barema có trụ sở tại London, số lượng container sẽ giảm vào năm sau trước khi tăng trở lại khoảng 2% trong năm 2024. Tuy nhiên, các nhà phân tích và lãnh đạo của các hãng tàu không cho rằng giá cước mới sẽ sớm quay trở lại mức trước đại dịch, một phần là do chi phí nhiên liệu cao hơn. Vào năm 2019, chi phí trung bình để vận chuyển một container qua Thái Bình Dương đến bờ Tây nước Mỹ chỉ là 1.500 đô la Mỹ. Trong khi đó, các hãng vận tải biển đang đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào công nghệ và nhiên liệu mới nhằm cắt giảm đáng kể lượng khí thải carbon từ các tàu container của họ. Ông Jonathan Roach, nhà phân tích vận tải biển tại công ty tư vấn Braema, nhận định chi phí bổ sung cho việc vận chuyển sạch hơn sẽ không biến mất. Đó sẽ là một yếu tố làm tăng giá cước trong dài hạn.